nhiều năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok. Anh em, mảnh gốc của tiếng chim này mà không bị kiềm nhẹp vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok. Anh em cần máy tóc của tiếng chim này mà không bị chèn nhẹt vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ đánh cũng rất là ok.